Hiện nay trên thế giới, cứ 10 giây lại có một người chết vì thuốc lá, mỗi năm có hơn 3 triệu ca tử vong và không ngừng tăng lên. Vì thế, ngành thuốc lá là ngành có lợi nhuận cao và gây tranh cãi nhất trên thế giới. Nick là gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp thuốc lá, anh cũng là thuyết khách của Viện Nghiên cứu Thuốc lá. Công việc của anh là thuyết phục mọi người hút thuốc để chứng minh hút thuốc không gây nghiện. Công ty thuốc lá còn đặc biệt mời các nhà khoa học Đức và nuôi dưỡng một nhóm sinh viên hàng đầu tốt nghiệp trường luật ở Ivy League. Nick không có học vị cao, nhưng về mặt tranh luận thì không ai là đối thủ của anh cả. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình, người dẫn chương trình đã mời đến một bệnh nhân ung thư và người đứng đầu của Hiệp hội chống hút thuốc lá để tham dự nói về sự nguy hiểm của việc hút thuốc lá. Nhưng chương trình đã bị Nick quấy nhiễu hoàn toàn, Nick nói công ty không muốn mọi người mắc bệnh, càng không muốn mất đi người thanh niên ốm yếu đang ngồi đây. Nhưng Hiệp hội chống hút thuốc lá thì ngược lại, bởi vì càng nhiều người mắc bệnh thì họ càng có nhiều tiền bạc và tên tiếng. Họ xem hành vi dùng nỗi đau của người khác để giao dịch rất đáng xấu hổ. Công ty thuốc lá muốn mọi người khỏe mạnh, vì như thế họ sẽ không mất đi khách hàng mà còn kiếm được thêm rất nhiều tiền. Nick bình tĩnh nhấn mạnh, công ty sắp đầu tư 50 triệu đô la Mỹ để phát hành quảng cáo dịch vụ công cộng nhằm khuyên mọi thanh niên không nên hút thuốc, không có gì trên thế giới quan trọng hơn con cái cả. Lời nói của anh nhận được sự đồng tình và nhất trí của khán giả. Hiệp hội chống thuốc lá không biết phản biện lại thế nào, chương trình cũng đã kết thúc. Nhờ chương trình này, Nick cũng đã thay đổi khái niệm. Trường học tổ chức một buổi diễn thuyết, họ mời phụ huynh đến để nói cho học sinh biết trách nhiệm của từng ngành nghề khác nhau. Nick tự giới thiệu mình là nhà thuyết khách, anh đến để giới thiệu về ngành thuốc lá. Một cô bé có ý kiến, sẽ chết nếu hút thuốc lá, mẹ cháu đã nói như vậy. Nick hỏi ngược lại, mẹ cháu là bác sĩ hay là nhà nghiên cứu khoa học? Anh nói nghe lời mẹ là không sai, nhưng lời của bà ấy không nhất định sẽ đúng. Chúng ta nên học cách suy nghĩ độc lập, cũng giống như việc người lớn nói sô-cô-la nguy hiểm, lẽ nào tất cả trẻ em đều tin họ? Vì vậy khi nói đến vấn đề thuốc lá, mọi người phải tự mình tìm hiểu để phân biệt được đúng sai. Cô giáo nghe anh nói vậy thì nhanh chóng ngăn cản Nick để kết thúc chủ đề nhạy cảm này. Con trai của Nick, Duy đã hỏi anh điều gì sẽ xảy ra nếu quan điểm của anh sai. Nick nói, nếu như công việc muốn mình phải đúng vậy thì mình sẽ không thể sai. Để giải đáp những nghi ngờ của Duy, anh đã trực tiếp trình diễn thứ được gọi là ngụy biện. Duy bào chữa cho sô-cô-la và anh sẽ bào chữa cho vani. Anh nói vani là hương vị ngon nhất trong kem, nhưng Duy lại cho là sô-cô-la là ngon nhất. Nick không giảng về vani, anh chỉ chứng minh sô-cô-la không phải ngon nhất là đủ rồi. Chỉ cần có người cho rằng sô-cô-la không ngon thì vani đã chiến thắng. Bạn sai rồi tôi mới đúng, câu nói này chính là vũ khí ma thuật của Nick. Duy thừa hưởng rất tốt tài năng của anh. Một lần Nick đưa con trai đi công tác, nhưng vợ cũ Duy nhất quyết không đồng ý. Duy nghĩ chuyến du lịch này là cơ hội tốt để học tập, cũng là cơ hội để hiểu rõ bố hơn. Duy đã bị lý lẽ của cậu đánh bại. Cuối tuần Nick thường ăn tối với Polly và Bobby, họ là bạn thân của nhau và đều tự xưng là thương nhân chết vì làm việc trong ngành thuốc lá, rượu và vũ khí. Chủ đề họ thường nói là ngành của ai có nhiều người chết hơn. Ngoài ra, họ cũng đóng góp và thảo luận với nhau về cách giải quyết những rắc rối. Thượng nghị sĩ Ortolan Finister đã đề xuất nên in hình hộp sọ lên hộp thuốc lá, như vậy có thể cảnh báo trẻ em thuốc lá là chất độc. Hai tuần sau, Ortolan Finister đã đưa đề xuất đó đến hội dự thính của Quốc hội để thảo luận cụ thể về đề xuất này và mời các công ty thuốc lá lớn đến tham dự. Sự tham dự của Hiệp hội chống hút thuốc và chính trị gia đã làm cho doanh số bán thuốc lá giảm xuống. Quản lý của Nick, BR, đã tức giận trong cuộc họp, ông yêu cầu cấp dưới tìm cách để thoát khỏi rắc rối này. Nick là người đầu tiên phát biểu và đưa ra gợi ý. Năm 1910, nước Mỹ đã sản xuất ra 10 tỷ điếu thuốc lá, năm 1930 đã tăng thành 1.230 tỷ. Bước ngoặt lớn nhất về doanh thu là sự ra đời của phim âm thanh vào năm 1927, những ngôi sao hút thuốc ở trong phim khiến mọi người cảm thấy mới mẻ, lãng mạn. Do đó, để thúc đẩy số người hút thuốc tăng lên, Nick nghĩ rằng họ có thể làm việc với Hollywood và tạo ra văn hóa thuốc lá. BR lấy ý tưởng này và thừa nhận nó là của mình với Keaton. Keaton là huyền thoại trong ngành thuốc lá, ông đã xem tiết mục truyền hình mà Nick tham gia, cho nên ông hiểu rõ người có năng lực là Nick. Ông giao lại cuộc đàm phán với đại diện Hollywood cho anh, còn cung cấp máy bay tư nhân để anh đi giải quyết công việc. Người đại diện quá rõ thứ Nick cần, anh muốn trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, một đôi tình nhân trong vũ trụ trước khung cảnh tuyệt đẹp, sau đó nam nữ minh tinh sẽ nằm trên giường nhà khói thuốc. Họ chỉ cần cho anh biết giá cả để quảng cáo là được. Vừa giải quyết ổn thỏa chuyện mua bán, Keaton lại mang đến cho anh một câu hỏi khó, yêu cầu anh hối lộ cho ngôi sao Lon từng đại diện cho công ty thuốc lá. Lon bị ung thư và từ chối tiếp tục là người đại diện, công ty đã nói những lời khó nghe, sau đó còn không trả tiền cho Lon. Lon nổi tiếng là một người nóng tính nên đã trực tiếp đả kích công ty trước công chúng dẫn đến nhiều hiệu ứng tiêu cực. Trong lúc nói chuyện với Lon, Nick nhận ra ông rất thích tiền, vì vậy anh đã đổ tiền trong vali xuống đất và nhìn thẳng vào Lon. Nick nói, ông nên quyên góp số tiền trợ cấp này để thành lập hội phòng chống ung thư. Nhưng Lon làm sao có thể để tiền đến còn rơi vào tay người khác. Lúc này Nick nói, ông không thể nhận số tiền này sau khi công khai đổ lỗi cho công ty. Không thể vượt qua ma lực của đồng tiền, cuối cùng Lon đã phải chấp nhận im lặng. Để giành được phiếu bầu,
Thượng nghị sĩ Ortolan Finister đã phải vật lộn để giành được sự ủng hộ trước công chúng. Sau khi đưa ý tưởng in hình hộp sọ lên hộp thuốc lá, Ortolan Finister công khai mời Nick tham gia chương trình truyền hình. Nhưng khi nói đến lệnh cấm thuốc thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. Để giúp Ortolan Finister thoát khỏi tình hình xấu, cấp dưới của ông đã bắt Nick và dán những miếng dán cai thuốc lá đầy nicotine lên khắp người anh, sau đó còn cởi quần áo và ném anh ở nơi công cộng. Nhưng Nick đã sống sót một cách thần kỳ, bác sĩ nói bất kỳ ai không hút thuốc đều không thể chịu đựng được nồng độ nicotine trong máu cao như vậy. Chính thuốc lá đã cứu Nick một mạng, nhưng nếu sau này Nick hút thuốc một lần nữa anh có thể bị liệt ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nguy hiểm của thuốc lá. Đối mặt với các cuộc phỏng vấn, anh vẫn không quên công việc của mình, liên tục nói nhờ thuốc lá đã biến nguy hiểm thành an toàn. Điều này làm cho anh giống như một nạn nhân và nhận được sự đồng cảm của công chúng. Nhưng làn sóng này chưa kịp lắng xuống, một làn sóng khác đã nổi lên. Không lâu sau, anh bị một nữ phóng viên hạ gục. Vì để có được tin độc quyền, Heather đã không ngại quyến rũ Nick. Nick không thể thoát ra được cái bẫy tình ái nên đã nói hết tất cả những chuyện không thể tiết lộ. Heather lập tức phơi bày mọi thứ, chỉ trong một đêm Nick đã bị hủy hoại. Nick hỏi cô tại sao lại làm thế, Heather thản nhiên trả lời vì để trả tiền vay nhà, đó cũng là câu trả lời mà Nick hay dùng. Đúng lúc này, Captain đã qua đời vì bệnh tim tái phát, BR lên nắm quyền và tạm thời cách chức Nick. Nick trở nên chán nản, suy sụp và hoàn toàn tụt dốc. Duy vẫn luôn ngưỡng mộ bố mình, cậu bé nói, anh đã nghĩ mọi thứ quá phức tạp như vậy chỉ khiến anh cảm thấy mình đáng thương thôi. Cũng giống như anh thường nói, nếu bạn muốn có một công việc đơn giản, bạn hãy đến hội chữ thập đỏ. Nhưng anh là một thuyết khách, công việc của anh muốn anh đúng và Nick là người giỏi nhất trong ngành này. Lúc đó Nick đã nhìn vào mắt con trai mình, sự tự tin bị sụp đổ đã lập tức được xây dựng lại. Anh là một thuyết khách cho thuốc lá luôn bị người ta phỉ nhổ, thì cần gì quan tâm những thứ này. Nick lập tức phản công, anh nhận mình đã sai khi đã có quan hệ không đúng đắn với người của tòa báo. Tất nhiên, sự chú ý của mọi người đã chuyển hướng, Heather đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quên sạch nó trước khi cô tiết lộ thông tin. Nick tiếp tục nói, anh sẽ tham gia hội dự tính vào ngày mai. Sau khi điện thoại đổ chuông liên tục, Ortolan Finister đã phải chấp nhận thêm tên của Nick vào danh sách khách mời ở hội dự thính. Nick đã lấy lại phong độ vốn có của mình. Ortolan Finister nói thuốc lá có hại, cho nên phải in hình hộp sọ để nhắc nhở mọi người. Nick không đồng ý và còn lập luận ngược lại, nếu muốn nhắc nhở mọi người về sự nguy hiểm, tại sao không dán hình hộp sọ là máy bay và xe hơi? Ortolan Finister nói, do số người chết trong các tai nạn máy bay và xe hơi không bằng một tảng băng nổi của thuốc lá. Nick không chịu thua và tiếp tục công kích. Anh nói kẻ giết người số 1 ở Hoa Kỳ là cholesterol. Nếu cholesterol quá cao, có thể gây xơ cứng động mạch và mắc bệnh tim, hàng triệu người chết vì bệnh tim, vậy tại sao không dán hộp sọ lên phô mai? Ortolan Finister đã cảm thấy thua cuộc khi không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên, phương pháp cố tình thay đổi chủ đề của Nick không mang lại hiệu quả, những người khác nhanh chóng quay về vấn đề thuốc lá. Bobby cũng có ý kiến giống nghị sĩ, điển hình là để cảnh báo cho những đứa trẻ không biết nguy hiểm. Nhưng Nick vẫn cho mình là đúng, vì chuyện giáo dục không phải là chuyện của mình công ty thuốc lá. Các công ty thuốc lá không nên chịu trách nhiệm về giáo dục, cảnh báo với trẻ em về những thứ có hại trên thế giới bao gồm cả thuốc lá là việc của mỗi phụ huynh, vì khi đứa trẻ ngày càng lớn lên chúng sẽ biết cách tự lựa chọn. Lúc này, Nick nghĩ đến con trai mình, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về sự trưởng thành và phát triển của Duy trong tương lai. Ortolan Finister hỏi Nick có tha thứ cho con trai mình vì hút thuốc không. Anh trả lời không chấp nhận nếu cậu bé chưa đủ 18 tuổi vì điều này không hợp pháp. Ortolan Finister lại hỏi anh, nếu như khi con trai anh đã đủ 18 tuổi thì anh sẽ làm gì? Nick trả lời nếu đến lúc đó con anh thật sự muốn hút, anh sẽ mua cho con một hộp. Sau khi trả lời xong, anh thở hổn hển và rời khỏi nghị trường. Nick không thể để con trai mình lạc lối và không phân biệt được đúng sai, vì đây là trách nhiệm của một người cha. BR vui vẻ chạy ra ngoài và khen ngợi Nick, còn mời anh quay lại công ty để nắm quyền lãnh đạo. Nhưng Nick đã quyết định từ bỏ công việc này. Anh đã nhận thức một cách tỉnh táo, giáo dục con trai quan trọng hơn việc kiếm tiền để trả nợ thế chấp. Chỉ trong vài tháng sau khi Nick nghỉ việc, các công ty phải dập tắt cơn giận của người hút thuốc với 246 tỷ đô la Mỹ, viện nghiên cứu thuốc lá đã đóng cửa và bị phá bỏ vĩnh viễn. Ngoài những chuyện đó ra thì không có gì thay đổi lớn. Nhóm thương nhân chết vẫn họp hàng tuần, thậm chí có thêm một vài thành viên mới. Thượng nghị sĩ Ortolan Finister đã đưa lệnh cấm hút thuốc lên truyền hình và cố gắng loại bỏ thuốc lá khỏi tất cả các bộ phim bằng các biện pháp kỹ thuật. Heather vẫn cố gắng giữ vững cương vị của mình. Dưới sự bồi dưỡng của Nick, Duy dù còn nhỏ đã chiến thắng trong cuộc thi biện luận. Nick đã gia nhập lĩnh vực khoa học kỹ thuật để tiếp tục làm thuyết khách. Những lãnh đạo cao cấp của lĩnh vực công nghệ đều đánh giá cao kỹ năng bình luận của anh. Thế giới thật hỗn loạn, đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Giải pháp thực sự cho vấn đề này không phải là các nhà ngoại giao hay chính phủ, mà để dạy dỗ trẻ em thì trước hết người lớn cần có khả năng lựa chọn chính xác. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.